Mà nhìn kìa. Em uống nước đi. Hạnh phúc thật đấy. Không biết đến bao giờ tôi mới tìm được một nửa kia của mình. Thôi đi, đừng có mà ảo tưởng nhá. Nhìn thế thôi, không có một tình yêu nào là hoàn toàn màu hồng cả. Kiểu gì cũng có màu mắm. Màu mắm á? Ừ. Này, thế còn cái người bí ẩn của ba thế nào rồi? Thì cũng tạm tạm. Nhưng mà tôi tin chắc chắn sẽ có ngày tôi tán được anh ấy. Cố lên. Em ơi, tính tiền. Mình về được em. À, anh ơi, hôm nay quán đang được giảm giá cho nên hóa đơn của anh còn 41.500 ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Tiền thừa của anh đâu em? Vâng ạ. Anh ơi, còn 500 em không có tiền thối cho nên là em bo lên anh 1.000. Cảm ơn em. Em ơi, hóa đơn 41.500, mình cứ đô em nhé. Của em vị chi là 20.750 đồng. Nói anh lãi 500 đồng. Bây giờ em chỉ cần đưa anh 20.000 nữa là đủ rồi. Ơ, em. Anh tính sai à? Đợi anh với. Tội nghiệp em gái. Xinh xắn đáng yêu. Mỗi tội gặp phải anh người yêu ki bo, lại còn biết học toán. Bây giờ thấy anh cuôn của các em quan trọng chưa? Mời quý khán giả đón xem vào lúc 21:30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV3.